Rồi. Ok. Hello mọi người nha. Ngày hôm nay thì mình cắt chỉ mí cho một ca cắt mí cách đây 4 ngày em nhỉ? 4 ngày. Bạn ý là có nhu cầu là mở góc mắt. Mở góc mắt để cho làm cho mắt bạn ý to hơn và nó cân hơn, thì ban đầu là mắt của bạn ý một bên to một bên nhỏ nhỉ em nhỉ? Được rồi. Ừ. Thì hôm nay là các cắt chỉ đây. Ngay sau khi cắt ý, đến bây giờ nếu mà chưa cắt chỉ là nhìn của bạn ấy nó đã đều rồi. Cái ưng đầu tiên là em thấy đều đúng không? Đúng rồi. Em có thấy mắt mình to lên không? Có. Ừ. To đều. Ừ. Em có hài lòng về cái kết quả này không? Có. Ừ. Bây giờ chị sẽ cắt chỉ nhá. Ừ. Mí mắt nhá. Chị cho một chút nước muối vào cho nó mềm. Có nhìn rõ, có nhìn rõ không? Sát đường viền mí nhé, đây là kỹ thuật cắt mới tinh này. Sát đường viền mí không hề nhìn thấy vết gì luôn. Cắt mí dưới này ấy, người ta còn có phương pháp là cắt giọt lệ ấy. Người ta còn gọi tên là cắt giọt lệ, tức là mở góc mắt để cho mắt long lanh, to tròn và cảm giác như kiểu lệ lệ ấy. Đó, rất là nhẹ nhàng luôn. Xong lên rồi đấy. Để em nhắc theo chị ở cuối luôn. Để bên này nhá. Nếu mọi người quan sát có thể để ý thấy này, bên mắt bên này của bạn ấy là mình sẽ mở giọt lệ nhiều hơn, dài hơn, bởi vì ban đầu là mắt bên này là nhỏ hơn em nhỉ. Đấy, bây giờ còn bên này thì mình mở nhỏ hơn một xíu, cho nên sau khi làm hai mắt của bạn ấy cân nhau hoàn toàn luôn. Về vẫn kêu giúp chị tao muốn thịt bò nhá. Em sẽ cồn nhanh không nhá. Cồn gì? Cồn gì đây chị? Cồn cái viên này. Để cái bông tăm. Mới được 4 ngày đúng không? Đúng rồi. Còn mũi cuối cùng nữa. Nhìn lên trên hả chị? Hả? Nhìn lên trên hả? Còn mũi cuối cùng thôi. Ok. Sắp xong rồi. Nhắm mắt nhé, chị xem. Nhắm mắt nào. Nhắm mắt này chị, à, nhắm mắt này chị thấy cái đầu chị đây. Đây là khô bên ngoài nha, chúng ta cắt chị. Thank you.
hai mắt đúng không? Đây thì chị vệ sinh cho nào. Thì về nhà thì vệ sinh rất là đơn giản thôi, em chấm cồn vàng cho chị 2 ngày nữa. Sau đó thì 2 ngày nó xe lại là mình bắt đầu mình kiêng rau muống, thịt bò và bôi chị sẹo là xong nhá. Mình đang chị rửa vệ sinh. Đấy, chị nhẹ nhàng thế này thôi nhưng mà mẹ sẽ rất là nhìn rất là đẹp luôn. Mỗi ngày mà không bị sưng không? Không sưng nhỉ? 4 ngày, ngày đầu tiên em có bị sưng không? Ngày đầu tiên là sưng khoảng 30 phút đó. 30 phút, nề nề. Vâng. Ừ. Đấy, mà không sưng tí nào luôn. Chị của em này, đây chị của bạn ý này. Chị này, rất là nhẹ nhàng. Đợi chị tí nhá, chị vệ sinh sạch sẽ nào. Ok, ok, xin chào mọi người nha. Xin chào bạn Nguyệt, xin chào Huyền nha. Rồi, em gái ngồi dậy giúp chị một tí này. Đây, mọi người có thể nhìn mắt của bạn ấy sau khi mở giọt lệ này. Đây, đấy, thì mọi người sẽ hoàn toàn thấy cái phần mắt này, nhìn chán cho chị, phần mắt này này, nó to hơn, tròn hơn. Đấy, và đây là vừa làm 4 ngày nhá, thì 7 ngày nữa bạn ấy sẽ, 1 tháng nữa khi mà cái vết này em bôi chị sẹo vào ấy, nó lành thì em sẽ cực kỳ đẹp luôn. Em làm ơn cho chị hỏi là trong quá trình làm chị cắt lần trước ấy, em có bị đau không? Không ạ. Không bị đau. Không. Mà sau khi làm như thế này, kết quả như này em có hài lòng với kết quả này không? Em có. Ok, cảm ơn em gái nhiều nha. Công nghệ làm cho người ta đẹp. Cảm ơn Đàm Nguyệt nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người sau.